Nối tiếp những căng thẳng liên quan đến tiền điện tử tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Fed Gary Gensler đã trở thành tâm điểm chỉ trích tại Quốc hội vì lập trường sai lầm trong việc quản lý ngành tài sản kỹ thuật số, nhiều lần đưa lĩnh vực mới nổi đi vào ngõ cụt, tạo ra lỗ hổng nghiêm trọng cho sự phát triển của tiền điện tử tại xứ sở cờ qua. Song song đó, sự bỏ ngỏ những quan điểm rõ ràng đối với lĩnh vực này của Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đang gây thất vọng cho cử tri ủng hộ crypto trên khắp nước Mỹ. Đi sâu vào tâm điểm của thị trường crypto, những lo ngại vẫn đang hiện hữu khi Binance đối diện với cáo buộc rò rỉ dữ liệu. Những ví cá voi Bitcoin từ thời Satoshi đời đầu bất ngờ hoạt động trở lại. Tất cả đang tạo nên bức tranh đầy hỗn loạn. Liệu việc định hình tương lai thị trường tiền điện tử sẽ đi về đâu? Ở một thái cực hoàn toàn khác, bản đồ Hàn Quốc đang chằng chịt điểm chấp nhận thanh toán 100% Bitcoin, tạo nên hiệu ứng tích cực khi P-Network sắp bước vào giai đoạn quan trọng. Rất cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin Chuyển động 24 giờ tối nay. Thưa quý vị, thêm vào những căng thẳng chính trị tại Hoa Kỳ, tiền điện tử tiếp tục là tâm điểm trong phiên điều trần mới nhất tại Quốc hội. Trong phiên điều trần nảy lửa giữa Quốc hội vào thứ Ba, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Fed Gary Gensler đã đối mặt với những chỉ trích gay gắt về cách quản lý tiền điện tử khi các nhà lập pháp cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và thực thi có chọn lọc, tạo nên một cuộc đối đầu đầy căng thẳng và tranh cãi xoay quanh tương lai của ngành tài chính kỹ thuật số tại Hoa Kỳ. Trước những chỉ trích gay gắt, Gensler đã mạnh mẽ bảo vệ chính sách của mình. Khi dân biểu Warren Davidson hỏi về Operation Checkpoint 2.0, một thuật ngữ cho rằng chính phủ đang ngăn cản ngành tiền điện tử phát triển, Gensler phủ nhận việc biết đến thuật ngữ này. Dân biểu Patrick McHenry cho rằng Gensler đã biến Fed thành một cơ quan bất khảo. Trong khi đó, dân biểu Tom Emmer chỉ trích Gensler lạm dụng quyền lực, tuyên bố rằng ông đã phá hoại và vi phạm luật pháp. Đáp lại, Gensler cho rằng Fed chỉ đang thực thi các luật hiện hành trong lĩnh vực tiền điện tử và nhấn mạnh rằng nếu Quốc hội muốn thay đổi, họ có quyền làm như vậy. Phiên điều trần kéo dài gần 4 giờ tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện kết thúc với vô vàn sự phẫn nộ và Chủ tịch Fed dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với sự chỉ trích kéo dài vì những quyết định sai lầm của mình đối với lĩnh vực tiền điện tử. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết, lập trường về tiền điện tử giữa hai ứng cử viên nặng ký là Kamala Harris và Donald Trump đang được chú ý. Cách đây 2 ngày, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lần đầu tiên phát tín hiệu tích cực về ngành tiền điện tử. Bà cam kết sẽ khuyến khích những công nghệ cấp tiến như AI và tài sản số, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng thông qua các quy định rõ ràng và nhất quán. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, khả năng cao là bà Harris sẽ không đi sâu vào quan điểm crypto trong chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới. Trong khi đó, các chuyên gia hiện cũng không kỳ vọng sẽ thấy thêm thông tin cụ thể nào về crypto được đưa ra trước thềm bỏ phiếu. Chiến dịch của bà Harris được cho là đang duy trì đối thoại với các lãnh đạo ngành crypto, bao gồm đại diện từ Ripple Labs và Coinbase. Với Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase cho biết, có tiến triển rõ rệt trong quan điểm của cả Harris và Donald Trump. Ông khẳng định rằng ngành crypto cần một khung quy định hợp lý và họ sẵn sàng tuân thủ. Mặc dù nhận được sự phản hồi tích cực, chính sách cụ thể sẽ cần thời gian. Song Ripple lại từ chối bình luận, trong khi các bên khác đang chờ phát biểu chính thức từ chiến dịch của Harris. Về phía Donald Trump, ông đã hoàn toàn ủng hộ tiền điện tử, đặt mục tiêu biến Mỹ trở thành thủ đô crypto của thế giới. Bỏ qua các vấn đề chính trị nảy lửa, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance tiếp tục đối mặt với các cáo buộc làm rò rỉ dữ liệu của lượng lớn người dùng. Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn Dark Web đang rao bán các dữ liệu cá nhân của 12,8 triệu người dùng Binance, bao gồm các thông tin nhạy cảm như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ. Người đăng có tên Firebeer khẳng định đã thu thập được cơ sở dữ liệu này, được cho là rò rỉ từ tháng 8 và mời các bên quan tâm mua lại. No, God, please, no, no! Tuy nhiên, phía Binance đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Phát ngôn viên của Binance khẳng định không có vụ rò rỉ nào xảy ra sau khi nhóm bảo mật của sàn đã thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng, gọi đây là một trò lừa bịp và cảnh báo người dùng về các chiêu trò lừa đảo thường xuất hiện với những tuyên bố vi phạm dữ liệu giả mạo. Chuyên gia an ninh mạng Ozek Tamir cũng khuyến cáo người dùng nên bật xác thực hai yếu tố và cảnh giác với các liên hệ bất ngờ. Thêm vào đó, Zero Name Technologies Harry Hanfin
cũng cho rằng không công ty nào nên lưu trữ dữ liệu người dùng, vì ngay cả các biện pháp bảo mật tốt nhất cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ rò rỉ thông tin. Trở lại với Bitcoin, thị trường đang chứng kiến sự xuất hiện bất ngờ của các ví cá voi Bitcoin từ thời Satoshi Nakamoto. Mới đây, một ví cá voi Bitcoin từ đầu năm 2009 đã bất ngờ hoạt động trở lại, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp mà các ví tồn tại từ những ngày ban sơ của Bitcoin có động thái di chuyển tài sản. Theo dữ liệu từ Account Intelligence, một ví đã thức giấc sau 10 năm im lặng và chuyển một lượng nhỏ BTC lên sàn Kraken. Ví này đã đào được 1.215 BTC trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2009, tức là chỉ một tháng sau khi Bitcoin ra mắt. Sau khi thực hiện một vài giao dịch từ năm 2011 đến năm 2014, ví này giữ nguyên phần lớn số Bitcoin trong suốt 10 năm qua. Giá trị số Bitcoin này đã tăng từ vài trăm nghìn đô la, hiện lên hơn 78 triệu đô la. Vào đầu tháng 9 năm 2024, cặp voi này đã chuyển 10 Bitcoin lên Kraken. Đây là ví Bitcoin thứ hai hoạt động trở lại trong những tuần gần đây. Trước đó, một cụm 5 ví từ cuối tháng 1 năm 2009 cũng đã chuyển BTC sau nhiều năm ngừng hoạt động. Các ví này từng nhận phần thưởng đào block từ thời kỳ đầu, cho thấy chúng có thể thuộc về những người ủng hộ sớm nhất của Bitcoin, hoặc thậm chí có liên hệ với Satoshi Nakamoto. Hiện vẫn chưa rõ các giao dịch này có liên quan đến nhau hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Hàn Quốc tiếp tục được kéo tên khi bản đồ nước này chằng chịt những điểm chấp nhận thanh toán Bitcoin, với 60% tổng số được cho là chấp nhận hoàn toàn bằng Pi. Xứ sở Kim Chi từ lâu đã được biết đến với sự phổ biến của Bitcoin, với lượng lớn Pioneer tham gia đào Pi, và được đánh giá là khu vực thống lĩnh thị trường Pi Network sau khi dự án bước sang Open Mainnet. Dữ liệu mới nhất từ Pi Map cho thấy hiện có hơn 400 cửa hàng tại Hàn Quốc chấp nhận thanh toán cả Pi và Fiat. Trong số này có đến 60% chấp nhận hoàn toàn bằng Pi. Khi Pi Network chuẩn bị bước vào giai đoạn Open Mainnet, con số các cửa hàng chấp nhận Pi được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Điều này mở ra cơ hội lớn cho việc mở rộng thanh toán Pi tập trung và thúc đẩy Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán phổ biến tại Hàn Quốc, góp phần củng cố vị thế của quốc gia này trong cộng đồng tiền điện tử toàn cầu. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự điều chỉnh. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2,335 nghìn tỷ đô la, giảm 1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 63.735 đô la, tăng 0,2% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 2.621 đô la, mất 1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 595 đô la. Triple FVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.